Nhà vườn Chao Chảo thân mến chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với kênh Nhà vườn Chao Chảo. Thưa bà con nông dân và các bạn, hôm nay nhà vườn Chao Chảo nhận được một tin rất là cực vui. Tin này có tính tích cực đối với vấn đề xuất khẩu nông sản của Việt Nam chúng ta sang Trung Quốc. Bây giờ mời bà con nông dân và các bạn nghe nhà vườn Chao Chảo đọc cái tin này nhé. Tại cửa khẩu Lạng Sơn, hoa quả tươi được đưa vào luồng xanh, chỉ mất vài phút thông quan sang ngay Trung Quốc. Hiện nông sản ở các địa phương đang vào vụ thu hoạch. Lượng xe chở hoa quả tươi lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn xuất khẩu sang Trung Quốc càng ngày càng tăng. Tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch linh hoạt, tạo điều kiện tốt nhất để mặt hàng hoa quả tươi được thông quan nhanh chóng. 4 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hoạt động rất hiệu quả. Hiện nay, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra tại 4 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn gồm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu Chi Ma và cửa khẩu Tân Thanh. Hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu đều có xu hướng cải thiện hơn qua những ngày nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu giao thương của các doanh nghiệp hai bên. Đặc biệt, thời điểm này, lượng xe đổ về cửa khẩu của Lạng Sơn ngày một tăng, do đây là thời điểm nhiều loại hoa quả trái cây của các địa phương đang vào vụ thu hoạch như vải, thanh long, sòi, mít thái. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã sớm triển khai công tác hỗ trợ, kết nối thị trường, hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ ngay khi sản phẩm còn chưa đến cửa khẩu. Những thông tin khuyến cáo được chuyển tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức. Vì vậy, đa số các đơn vị đều nắm bắt được thông tin để chủ động điều tiết lượng hàng lên cửa khẩu, tránh xảy ra tình trạng ùn ứ gây thiệt hại về chi phí. Sở Công Thương Lạng Sơn cũng phối hợp với các sở ngành liên quan tăng cường giám sát quản lý, đảm bảo các vùng trồng, vùng sản xuất hàng hóa xuất khẩu an toàn với dịch Covid-19, đảm bảo chất lượng sản phẩm, công tác thu hoạch, đóng gói, bảo quản, vận chuyển hàng hóa được thực hiện theo đúng quy định và yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Ông Trần Đức Giang, trưởng phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, quan điểm chung của tỉnh Lạng Sơn nói chung cũng như ngành công thương nói riêng là luôn hỗ trợ hết mức, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu qua địa bàn, đặc biệt là xuất khẩu nông sản. Trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các hiệp hội ngành hàng cần nắm bắt thường xuyên tình hình xuất nhập khẩu tại Lạng Sơn, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, vùng trồng, nắm bắt quy trình, mẫu mã, hình thức bao bì, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Đề nghị các doanh nghiệp chủ động liên hệ, kết nối với các đối tác Trung Quốc để giao nhận và xuất khẩu hàng hóa bằng các phương thức vận tải khác như đường sắt, đường thủy, đồng thời cũng tăng cường năng lực xúc tiến thương mại, hỗ trợ kết nối tiêu thụ trong nước trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu còn khá khó khăn như hiện nay. Do áp dụng các biện pháp ưu tiên cho nông sản, mỗi xe chỉ mất thời gian thông quan từ 2 đến 5 phút. Tại khu vực cửa khẩu, các lực lượng chức năng cũng chủ động xây dựng phương án triển khai biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ nông sản thông quan nhanh chóng. Những xe chở hoa quả tươi xuất khẩu được ưu tiên thông quan trước vào buổi sáng để đảm bảo chất lượng. Lực lượng hải quan Lạng Sơn cũng đưa các loại hoa quả tươi vào danh sách hàng luồng xanh, không thực hiện kiểm hóa thực tế mà chỉ thực hiện kiểm tra hồ sơ kê khai sau thông quan. Do vậy, chỉ mất từ 2 đến 5 phút là có thể thực hiện thông quan một lô hàng. Nguồn báo dân việt.vn. Thưa bà con nông dân và các bạn, đây là một cái tin tức rất tốt cho vấn đề xuất nhập khẩu nông sản của chúng ta. Hy vọng sắp tới đây giá cả nông sản của chúng ta sẽ được tăng lên để bà con nông dân có thêm được nguồn thu nhập để mà đầu tư thêm nữa cho vườn tược của mình nhé.
Nhà vườn Chao Chảo biết được những tin tức nào tốt đẹp thì nhà vườn Chao Chảo tranh thủ làm video để phục vụ bà con nông dân và các bạn. Nhà vườn Chao Chảo xin dừng video ở đây. Ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh, nhấn cho nhà vườn Chao Chảo một like, nhấn luôn cái chuông để đón xem những video kế tiếp. Nhà vườn Chao Chảo rất vui khi làm video phục vụ bà con nông dân và các bạn. Kính chúc bà con nông dân và các bạn sức khỏe, bình an, được mùa bội thu nhé.